Xin kính chào các bác, em Xuân Hùng thì hôm nay này quay lên và giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Getz. Vâng các bác ơi, thì đây là một chiếc xe Hyundai Getz số tự động máy 1.4. Máy như máy Accent đây, em sẽ cho bác xem máy luôn. Là mở capo cho xem máy luôn nhé. Đây ạ, đấy cái máy 1.4 nhé, các bác nhé, nó không giống cái máy 1.1 đâu. Máy 1.4 nó như thế này, nó như máy Accent đấy, nó là Hyundai này. Nó như máy Accent và con này chạy thì cực kỳ chất lượng rồi. Riêng như máy dòng máy Accent à, con này thì lại form dáng nhỏ gọn nữa, cho nên là máy xe chạy rất là khỏe, gần như là thừa tải luôn. Có nhà gần như thừa tải luôn ạ. Máy 2 à, máy 1.4. Có nhá, máy 1.4 và con này đời 2008 số tự động. Xe thì bao zin cho bác nhé. Bao zin là không đâm đụng, không va chạm, còn máy có thể là làm rồi. Đó nhá. Máy có khả năng làm rồi. Còn em thấy ốc dưới thì chưa tháo, nhiều đầu bò tháo rồi này. Đấy, nói chung máy thì còn quá chất. Con này máy chất và êm ru luôn, các bác có thể nhìn nhé. Đây ạ, máy chất và êm ru luôn. 2008 phiên bản số tự động máy 1.4 nhé. Xe bao zin không đâm đụng, các bác nhá, bao zin không đâm đụng, không có một lỗi nhỏ các bạn. Đấy, bao zin không đụng nhá. Vâng thưa các bác, thì chiếc Hyundai Getz 2008 này, phiên bản số tự động máy 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc này, bên em đang chào bán cho các bác với giá là 195 triệu đồng cho chiếc 2008. Xe thì xuất sắc luôn các bác nhá, màu đỏ, và con này thì đúng là hợp phong thủy với những phụ nữ này, hoặc ai có ai hợp phong thủy màu này thì cực kỳ chất lượng luôn. Các bác có thể mua chiếc này về chạy gia đình thì tuyệt vời các bác ạ, tuyệt vời luôn ạ. Tất cả ngon lành, xe không một lỗi nhỏ, đời 2008 nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Máy 1.4 thì con này chạy cực kỳ đẳng cấp luôn. Máy nó như máy Accent. Đấy. Như máy Accent nhập luôn đấy. Cái dòng Accent thì các bác biết rồi, nó vẫn là dòng lành lặn. Con này mà con Getz này mà máy 1.4 thì gần như nó thừa tải luôn nhá. Cho nên là ăn ít xăng thôi. Nó không bao giờ chạy quá tải. Thì thường thường là ví dụ cái máy 1.4 lên con Accent thì nó to dài hơn, nó nặng hơn con này, nhưng con này thì ngắn thấp và bé hơn, nó nhẹ hơn và vẫn được trang bị máy 1.4 chạy thì đẳng cấp rồi. 2008 nhá, số tự động. Các bác cái màu đỏ tươi đẹp cực kỳ luôn. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này về cho vợ, cho người yêu hoặc cho con gái này thì quá tuyệt vời. Keo chỉ bao zin hết đầu đít cột kèo nhé, bao zin không đâm đụng nhé. Đấy, lì vẫn còn nguyên zin này các bác này, có thể nhìn này. Gương kính chỉnh điện đầy đủ. Một chiếc xe 2008 nhé. Đây ạ, vô lăng các bác nhìn này, vô lăng nó đẹp như thế này mà. Con này chạy rất ít đây, không có tí mòn nào luôn. Có thể không có tí mòn nào luôn nhé. Một chiếc xe chạy quá ít luôn. Đây ạ, order chuẩn nữa nhé. Order chuẩn đây, xe đang nổ máy là hơn 10 vạn thôi. Đấy, 10 vạn lẻ 9, gần 11 vạn. Xe đẹp như thế này thì các bác cũng không còn gì để nói rồi. Nhá, màn hình cam lùi đầy đủ này, số tự động. Số tự động nhá, điều hòa cơ nó không phải điều hòa tự động, vì có dòng Getz này nó không có điều hòa tự động. Về táp ly táp lô thì đẹp sạch sẽ cực kỳ luôn, trần lì nguyên bản vẫn mới thôi. Đấy, trần lì nguyên bản mới và ghế da đẹp. Các bác nhá, ghế da đẹp sạch sẽ luôn. Con này về thì không phải làm bất cứ một cái gì, đăng kiểm còn đến tháng 5 2022. Con này mới đăng kiểm được mấy ngày thôi. Đấy. Nó sẽ sạch đẹp như thế này, một chiếc Hyundai Getz thì các bác yên tâm rồi. Các bác nhá, Hyundai Getz mà lại là số tự động nữa, số tự động máy 1.4. Máy 1.4 là máy Accent rồi, cho nên là đi lại rất là ok luôn và con luôn luôn thừa tải luôn con này nhá. Vì máy nó to khỏe, nó thừa tải, chạy không tốn xăng bao nhiêu. Với con này thường thường là chạy hết tầm 6 lít cho đến 7 lít. Nếu như Getz tầm Getz 1.1 thì nó rơi tầm 5 lít cho đến 5 lít rưỡi, còn con này thì hết 6-7 lít vì con này máy 1.4 và là số tự động. Bao zin hết các bác nhá. Đây, đèn đóm còn bao zin hết này. Kẹt cột kèo keo chỉ còn nguyên zin hết và không có một lỗi nhỏ là. Cam kết cho bác luôn không lỗi nhỏ nhá. Được chưa? Không lỗi nhỏ luôn. Cam kết luôn 100% là không có lỗi nhỏ. Các bác nào đến xem xe trực tiếp tại Lam Trung, Nam Sách, Hải Dương hoặc alo cho em Xuân Hùng theo số điện thoại 0789323799 để xem xe trực tiếp nhé. Đây em cho các bác xem về cái lốp dự phòng ở dưới này, nó gần như còn nguyên zin hết, không có vết mục mọt là cái gì. Đây các bác thấy không, xe đời 2008 nhưng mà đẹp như thế này, lốp dự phòng còn nguyên, lốp dự phòng này còn nguyên. Đấy, theo xe còn nguyên zin nhá, không vết mục mọt là cái gì. Các bác mua con này về chạy thì đúng là quá ok rồi, đặc biệt là gia đình mà có phụ nữ hoặc là mình mua về, các bác là nhà có điều kiện mua con này về để chỉ cho con đi học thôi. Chờ con đi học hoặc là chỉ cứ đi chợ đi búa lên quanh thôi thì con này quá ok luôn. Con này chất lượng còn ngon hơn cả VinFast bây giờ. Em đảm bảo luôn là ngon hơn VinFast bây giờ luôn. Mà giá thì chỉ có chưa đến 200 triệu các bác nhé.
VinFast bây giờ các bác mới mua mới là hơn 300 rồi. Đấy, nó chỉ là tên là VinFast mới thôi, chứ con này là hàng ASEAN, gọi là máy ASEAN nhập khẩu nguyên chiếc, xe bao zin màu đỏ, chạy chất lượng đó nhá, chạy chất lượng luôn, nội ngoại thất đẹp sạch sẽ luôn. Em cho quay hết một vòng nội thất, xong rồi em đóng cửa vào cho các bác xem form ngoài. Không con nào thời đẹp hơn con ghế này. Con ghế này quá ok luôn, chất lượng luôn. Màu đỏ phong thủy nữa, nếu các bác mà hợp màu đỏ thì quá là ok nhá. Chất lượng luôn cho bác này. Chưa có một vết dấu gì về vặn tháo ốc cả. Đấy, còn nguyên zin. Thực sự ra đấy, một chiếc xe mà nó nguyên như thế này chạy thì các bác yên tâm nhá. Ngồi trong xe gần như im vét luôn, không có một tiếng động lạ gì. Đấy, máy 1.4 nhá. Máy 1.4 và chiếc này thì quá ngon rồi. Đây các bác nhìn này. Chất lượng như thế này cơ mà không còn gì để nói cả. Quá đẹp, tất cả các chi tiết còn hoạt động bình thường. Con này thì được đăng kiểm đến tháng 5 2022 nhé. Mới đăng kiểm xong các bác ạ. Đấy, form này. Form của nó cứng đét luôn. Các bác có thể nhìn đúng không ạ? Đấy. Form nó cứng đét luôn nhá, một chiếc xe mà gần như mới luôn. La răng đúc lốp láp mới và sơn si cực đẹp. Thấy chưa? Biển 90. Mắt đèn sáng này, mắt đèn đang bật này nhá. Em bật mắt đèn đang sáng bật luôn. La răng đúc này, lốp láp còn dày dặn cực kỳ luôn. Gầm bệ con này thì quá là ngon rồi. Đây em sẽ quay xong là em quay xuống gầm cho các bác xem. La răng đúc nhá, lốp đẹp, lốp đẹp cả dàn luôn, không bao giờ bị han mọt một chút nào. Các bác nhìn nào, đấy, gầm đấy ạ, quay gầm cho các bác luôn nhá. Đấy, gầm con ghế này thì đúng là con này nó là con dòng siêu độc siêu vít, không có vít mục mọt một cái gì cả. Các bác nhá, không biết mục mọt cái gì cả luôn. Sơn si đẹp và form dáng đét đẹp thẳng căng luôn. Các bác có thể thấy không? Không có một vết gì dấu gì gọi là đâm đụng va chạm cả. Không có một vết xước luôn. Thì đây là chiếc xe đẹp, cho nên các bác hãy lưu ý. Và nếu các bác thực sự có nhu cầu mua chiếc này thì lên xem xét và mua chiếc này. Giá em chào bán là 195 triệu đồng. Có bớt có thương lượng cho quý vị nhé. Đây, đóng hết cửa vào cho các bác xem form. Đấy, cửa đóng rất khít luôn. Và form dáng thì căng đét luôn ạ các bác nhá. Đó, form dáng căng đét luôn, không có một cái dấu vết gì gọi là va chạm đụng cả. Căng đét và xe đẹp như mới. Được chưa các bác nhá? Xe đẹp như mới luôn. Thì các bác đang có nhu cầu mua chiếc này, alo cho em Hùng nhá. Và số điện thoại là 0789 323 799 ạ. Đây, la răng đúc đây, lốp mới cả dàn. Gầm bệ con này thì nó là quá là ok rồi. Đây ạ, gầm bệ đây nhá. Em quay nốt gầm bệ các bác xem này. Gầm bệ Hyundai Ghost thì các bác yên tâm rồi, không phải nghĩ ngợi gì luôn. Đặc biệt chiếc này thì lại là xe tư nhân gia đình và xe chạy rất là ít luôn, chạy có hơn 10 vạn thôi, chưa đến 11 vạn. Cho nên là dòng này là dòng siêu VIP, siêu độc. Nếu các bác thực sự có nhu cầu mua chiếc này về gia đình thì lại hãy alo cho em Xuân Hùng nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.